trữ có vai trò vô cùng quan trọng, vì đây là nguồn tư liệu gốc, cung cấp phản ánh thông tin có tính chân thực cao, phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do điều kiện lịch sử và thiên nhiên khắc nghiệt, không ít tài liệu lưu trữ chính thống của quốc gia không còn được bảo quản đầy đủ trong phông lưu trữ quốc gia. Vì thế, sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm để bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn di sản quý báu của dân tộc có giá trị đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phan Thuận An sống tại thành phố Huế là một trong những gia đình có công lớn khi đưa những tài liệu quý hiếm trở về cội nguồn. Lưu trữ nhiều tài liệu quý hiếm, trong đó có những văn bản phản ánh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhưng ông An và những người thân trong gia đình không biết làm cách nào để cung cấp những tài liệu quý đó cho nhà nước. Tôi có may mắn là sống trong một gia đình truyền thống ở Huế. Và gia đình này ngày xưa tiền nhân đã làm quan mấy đời ở dưới Trung Nguyên. Cho nên là các vị đã lưu trữ một số những cái tài liệu mà thuộc cái loài quý hiếm. Bằng chữ Hán, chữ Nôm, tiếng Pháp hoặc là tiếng Việt. Trong số những tư liệu chữ Hán và tiếng Pháp mà chúng tôi còn lưu trữ được á, thì có một cái tập châu bản của thời vua Bảo Đại. Chúng ta biết hiện nay kho lưu trữ quốc gia một thì còn lưu trữ được 735 tập, trong đó có 20 tập châu bản của thời Bảo Đại. Nhưng mà chúng tôi lại có thêm được một tập nữa của thời Bảo Đại, tạm xem như là tập thứ 21 đi. Nhưng mà qua 3 thế hệ, đến bây giờ đến thế hệ con cháu của chúng tôi thì đến 5-6 thế hệ rồi, nó vẫn bị hư hỏng một ít. Có những cái hư hỏng mà có thể sửa chữa được, có thể là phục hồi được thì chúng tôi có nhờ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 giúp đỡ. Và các chuyên gia ở trung tâm đã khuyên chúng tôi cái phương pháp bảo quản như thế nào đó cho nó tốt nhất. Đây thì là nhờ có cái phương pháp mới cho nên là chúng tôi bảo quản tương đối tốt. Và mong rằng, hy vọng rằng nó sẽ được, không phải là trường tồn, nhưng mà sẽ kéo dài được hàng trăm năm nữa. Những hình ảnh này được ghi lại tại một buổi tư vấn giúp đỡ lập hồ sơ di sản cho dòng họ Huy ở Hà Tĩnh. Cũng giống như gia đình ông An, lưu giữ lâu năm nguồn tài liệu vô giá. Nhưng gia đình ông Nguyễn Huy Mỹ ở Hà Tĩnh cũng không ngờ rằng có một ngày tài liệu này đã được lập hồ sơ di sản và vinh danh. Tôi mới quay về bàn với các bạn ở câu lạc bộ thư viện Hà Nội cùng với bảo tàng Hà Tĩnh, tức là tổ chức là sắp xếp lại nó là theo cái gì, theo thứ tự ABC, như ta nói ngắn gọn là ABC đấy. Thế thì và phân loại ra là cái gì, thì trên cơ sở đấy mới biết được rằng, sơ bộ biết được rằng nó là các tập sách giáo khoa. Khi biết được nó là các tập sách giáo khoa thì chúng tôi trao đổi lại với đây Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, nơi mà có kinh nghiệm lập cái hồ sơ để đề cử cái di sản châu bản triều Nguyễn và được công nhận vào năm 2014 ấy, thì chúng tôi mới thấy rằng là mình cũng nên, có lẽ là nên chăng mình học tập. Các chuyên gia đánh giá những cái tiêu chí của nó, ví dụ tính xác thực, tính độc đáo, thời gian, địa điểm, người làm vân vân, thì thấy đáp ứng được cả cái tiêu chí của UNESCO về cái danh mục di sản tư liệu.
cái sự kết hợp của dòng họ của Bảo tàng Hà Tĩnh với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một thể hiện ở chỗ là bắt đầu khởi xướng cho đến khi hoàn thiện được cái bộ hồ sơ và đã được cái Ủy ban UNESCO của Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, Ủy ban Quốc gia Việt Nam chương trình ký ức thế giới, chương trình ký ức thế giới quốc gia Việt Nam giới thiệu và đưa đi cái hồ sơ đấy đi, và cũng rất là thuận lợi, rất may mắn là tại cái cuộc hội nghị của lần thứ 7 của Ủy ban chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương thì cái hồ sơ của Mộc Bản Trường Ngọc Phúc Giang này được chấp nhận và được vinh danh là thuộc đề vào danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNESCO. Thực tế còn rất và rất nhiều những cá nhân, tổ chức đang lưu giữ tài liệu quý hiếm mà không hề biết hoặc không nhận thức được mức độ quan trọng của tài liệu mà họ đã sở hữu hàng năm nay. Họ cũng không biết rằng những tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ mà mình đang nắm giữ lại có giá trị lớn trong nghiên cứu khoa học, lịch sử đối với quốc gia và xã hội. Những tài liệu như gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử, bản thảo viết tay, bản in có bút tích, công trình nghiên cứu khoa học, sáng tác và rất nhiều loại hình tài liệu khác. Tất cả đều là những tài liệu được đăng ký thuộc phông lưu trữ quốc gia Việt Nam. Chính vì chưa nhận thức được điều này, nhiều chủ sở hữu chưa có biện pháp đúng đắn để bảo quản tài liệu an toàn. Cùng với đó, các chủ sở hữu cũng chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách của nhà nước trong việc quản lý tài liệu lưu trữ quý hiếm, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Không phải là ai cũng biết là mình đang lưu giữ những cái tài liệu lưu trữ quý hiếm. Cái này nó xuất phát từ cái khó khăn là cái nhận thức của các cái chủ sở hữu về vấn đề này. Bản thân chủ sở hữu cũng không hiểu biết đầy đủ thế nào là tài liệu lưu trữ quý hiếm mà theo quy định, theo các cái tiêu chí mà pháp luật của nước ta đã quy định. Thế cho nên nó dẫn tới cái việc là họ không quan tâm đầy đủ tới cái việc cất giữ, cái việc bảo quản và khai thác cái giá trị của những cái tài liệu mà mình đang lưu giữ. Nguyên nhân có thể nó xuất phát từ cái chỗ là cái tuyên truyền chủ quan trong cái ngành lưu trữ, những cái người làm công tác quản lý về công tác lưu trữ đấy ở các cái cấp ấy, cũng chưa làm hết được cái đầy đủ về cái công tác tuyên truyền, cho nên là người dân cũng các cái chủ sở hữu không hiểu biết hết về vấn đề này. Tài liệu lưu trữ quý hiếm là tài liệu có giá trị đặc biệt về tư tưởng chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, được hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, không gian, địa điểm, phản ánh các dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán nhân văn của dân tộc. Đây có thể là các văn bản, bản thảo tác phẩm, bản vẽ, mộc bản, bản đồ, thư tịch cổ, sắc phong. Tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm của lịch sử và các cuộc chiến tranh vệ quốc, tài liệu lưu trữ thuộc phông lưu trữ quốc gia Việt Nam đã bị mất mát, thất lạc, hư hỏng khá nhiều hoặc đang được bảo quản phân tán tại từng gia đình, mỗi cá nhân ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Thì có lẽ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của những người về làm công tác lưu trữ, những người công tác làm bảo tồn di sản văn hóa, đó là làm sao phải tìm kiếm, nghiên cứu, sưu tầm hệ thống văn bản này, các loại tư liệu quý này để làm sao gì? Chúng ta phải đưa về những cái cơ sở lưu trữ, những cái thư viện, cơ sở nghiên cứu để một là chúng ta giữ gìn, bảo quản nó như là những cái tài sản quý, những cái di sản quý của ông cha chúng ta, và hai là để có cái cơ hội, để có cái điều kiện để phát huy, khai thác cái giá trị của nó, phục vụ cho cuộc sống hiện tại, cho phục cuộc sống đương đại và cho tương lai.
Thời gian chúng tôi là không biết cho nên là đưa ra viện Hà Nội dịch và cũng ép Paralympic luôn. Thì cái cách phục chế bảo quản, phục chế thì đúng nhưng mà cái cách ép là không đúng về để mà giữ được cái sản phẩm. Thời gian lâu quá và trước đây nhà cửa thì là cũng chưa được cho khô ráo cho nên nó bị ẩm ướt. Thì chúng tôi đưa ra viện Hà Nội tại Hà Nội là phục chế lại và ép về Paralympic này. Thì ép này thì không đúng với quy định. Thì cái đấy là cũng khó mà sửa. Nhà nước cũng quy định rất rõ trong pháp luật lưu trữ là những cái chủ sở hữu mà có cái tài liệu lưu trữ quý hiếm mà nó đáp ứng các cái tiêu chí như quy định của pháp luật ấy, thì chủ sở hữu có cái quyền là được đăng ký với cái cơ quan lưu trữ của nhà nước để cơ quan lưu trữ nhà nước biết, thống kê và sau khi đăng ký chính thức đấy thì chủ sở hữu sẽ có được một số cái quyền lợi nhất định. Cụ thể như là chủ sở hữu có cái quyền là quyết định cái việc đăng ký cái tài liệu ấy ở cái cơ quan lưu trữ nào. Thế và trong trường hợp mà chủ sở hữu mà muốn hiến tặng, ký gửi hoặc là bán tài liệu lưu trữ thì hoàn toàn là chủ sở hữu cũng có cái quyền đó. Thế còn khi đã mà biếu gửi tặng bán vào cái cơ quan lưu trữ rồi thì nhà nước có cái chế độ là thi đua khen thưởng, chế độ vinh danh, thế và ưu tiên, đặc biệt là ưu tiên cái việc khai thác sử dụng cái tài liệu này đối với chủ sở hữu. Có một thực tế, tài liệu lưu trữ quý hiếm không phân biệt hình thức sở hữu. Hiện nay, rất nhiều tài liệu thuộc Phong Lưu trữ Quốc gia Việt Nam lại nằm tại một số cơ quan lưu trữ ở nước ngoài như là ở Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Lào. Có rất nhiều các cái loại hình văn bản khác, từ văn bản hành chính cho đến văn bản tư liệu, nghiên cứu, văn hóa, vân vân, rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau thì đang nằm ở rất nhiều các địa chỉ ở trong và ngoài nước. Trong đó chúng tôi nhấn mạnh là kể cả ở nước ngoài, trong đó tập trung ở Pháp, châu Âu, ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân đều có. Và đặc biệt là thì ở trong nước thì có một số lượng cũng không nhỏ là đang còn được lưu trữ trong dân gian. Bởi vì có một cái đặc thù là các văn bản hành chính ngày xưa cũng giống như hiện nay, đó là người ta không phải phát một bản, mà ngoài cái bản đã phát về địa phương, cơ quan, đơn vị, ban ngành nhận cái văn bản chính thức đó, thì triều đình cũng còn lưu trữ cái bản ở tại ngay triều đình. Phần lớn hiện nay các văn bản chúng ta giữ được là các văn bản mà đang còn lưu trữ tại triều đình. Còn những cái văn bản mà đã phát về các đơn vị, các địa phương thì nó được lưu trữ ở trong dân gian, trong các địa phương và bằng nhiều con đường khác nhau, có thể nó đã phát tán đi nhiều nơi, kể cả ra nước ngoài. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc quản lý tài liệu lưu trữ. Bằng nhiều hình thức, chính sách, nhà nước đã hỗ trợ người dân hiểu được tầm quan trọng của các tài liệu quý hiếm, của công tác lưu trữ và giao nộp các tài liệu để bảo quản. Thủ tướng Chính phủ đã có cái quyết định số 644 ngày 31 tháng 5 năm 2012 phê duyệt đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ của Việt Nam và về Việt Nam. Và nội dung của đề án ấy thì là thống kê sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đã giao cho ngành lưu trữ và cục lưu trữ để tiến hành các cái công việc này. Hội đồng xác định giá trị tài liệu quý hiếm là do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập, do một thứ trưởng làm chủ tịch. Nhiệm vụ của hội đồng xác định giá trị tài liệu là xác định những cái giá trị tài liệu quý hiếm, trên cơ sở đó để xác định cái danh mục có cái tiêu chí, tiêu chuẩn để tìm ra những cái tài liệu và sưu tầm mua được cái tài liệu. Do vậy là cái hội đồng này họp phải rất là kỹ lưỡng, tỉ mỉ để xác định đúng cái tiêu chí, để trên cơ sở đó để xác định việc mua tài liệu như thế nào cho đúng quy định và để trình Bộ Nội vụ quyết định việc mua cái tài liệu quý hiếm này. Kho tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Việt Nam lại thêm một niềm vui khi tiếp nhận khối tài liệu quý hiếm của gia đình nguyên Phó Thủ tướng
Nguyễn Khánh. Không chỉ vui mừng khi bàn giao tài sản của gia đình, cá nhân mình cho nhà nước quản lý, đồng chí Nguyễn Khánh còn cảm thấy vui mừng và có động lực hơn khi vẫn được đến thăm và xem lại tài liệu của mình khi cần. Tôi rất yên tâm, bởi vì là tôi gửi cái tài liệu gì tôi tin chắc cái tài liệu đó. Cái đó tôi có thể gửi được, tôi có thể cho người đọc dùng được. Anh em làm rất cẩn thận và thỉnh thoảng là cho mình cung cấp cho mình cái tình hình tài liệu nó đến đâu rồi. Thế còn tôi cũng ở gần đây, tôi cũng thỉnh thoảng đi lại. Tôi cũng xem nhiều, xem đều. Nhưng mà coi như là thỉnh thoảng mới đến. Thì tài liệu đến nhà tôi đi, tôi coi gì dùng được, tôi không dùng được thì tôi để lại. Tôi để lại cho anh em xem. Thời gian tới, các cơ quan lưu trữ nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh hoạt động sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm, cũng như mở rộng tiến hành điều tra, khảo sát, lập danh mục về tài liệu lưu trữ trong phạm vi trong và ngoài nước. Trong đó, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về giá trị, ý nghĩa của tài liệu lưu trữ quý hiếm mà các chủ sở hữu đang lưu giữ là hết sức cần thiết. Từ đó, các cơ quan lưu trữ sẽ hướng dẫn các chủ sở hữu cách đăng ký tài liệu cũng như là tiến hành thẩm định và tổ chức các hình thức sưu tầm tài liệu quý hiếm, đặc biệt là sưu tầm những tài liệu có liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc được hình thành từ năm 1975 trở về trước, hay những tài liệu có hình thức ghi tin độc đáo. Các chủ sở hữu cũng được tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn về bảo quản tài liệu cũng như là được vinh danh vì hành động đẹp của mình. Pháp luật lưu trữ của nước ta đấy thì quy định cũng dành ra rất nhiều cái quy định và có liên quan đến cái việc quản lý tài liệu lưu trữ quý hiếm. Trước hết là pháp luật quy định là thừa nhận cái quyền sở hữu, về tài liệu lưu trữ nói chung. Trong đó có cái tài liệu lưu trữ quý hiếm. Và luật pháp nước ta quy định là tài liệu lưu trữ quý hiếm thì không phân biệt các cái hình thức sở hữu. Thì đấy cũng là một cái vấn đề mà đã rất là rõ trong pháp luật lưu trữ nước ta. Cái thứ hai đấy là nhà nước cũng quy định là những cái biện pháp, những cái chủ trương của nhà nước đối với cái tài liệu này. Cụ thể là nhà nước khuyến khích cái việc hiến tặng, ký gửi hoặc là bán tài liệu lưu trữ quý hiếm cho các cơ quan lưu trữ nhà nước. Và nhà nước cũng đặt ra những cái chế độ vinh danh, chế độ khen thưởng đối với các cái chủ sở hữu mà hiến tặng hoặc là ký gửi tài liệu vào lưu trữ của nhà nước. Chủ sở hữu tài liệu cũng có những cái nghĩa vụ nhất định. Chẳng hạn như là những cái tài liệu lưu trữ quý hiếm mà có liên quan tới an ninh, chính trị của quốc gia thì chủ sở hữu chỉ được phép bán hoặc là hiến tặng cho cái cơ quan lưu trữ nhà nước. Hoặc là chủ sở hữu tài liệu mà mang cái tài liệu đó đi nước ngoài thì trước khi đưa tài liệu ra nước ngoài thì phải thông báo với cái cơ quan lưu trữ mà mình trước đây đã đăng ký và phải tiến hành lập một cái bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ để gửi cho cái cơ quan lưu trữ lịch sử. Hình ảnh các gia đình hiến tặng tài liệu quý cho nhà nước đã được Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp lưu trữ. Những hình ảnh đẹp về dòng họ Huy ở Hà Tĩnh đã được tư vấn về việc lập hồ sơ đối với mộc bản do dòng họ quản lý để chính UNESCO công nhận là di sản.